sẽ đi vào một cái view rất là đẹp, xin mọi người tập trung. Đẹp quá. Ngon thấy chưa, nhưng mà video cao tốc 80 cây hả? Ồ, nó xẻ nguyên cái đồi ra làm đôi luôn. Tôi đã nuôi trong trí chiếu đi dài, tức là mơ ước được đi dài xa chứ.
biết bao giờ cho thỏ được làm trai, chân bé quá không mang hài vạn dặm. Để chờ đợi rơi vơi phần thăm thẳm bản đồ đây, ta giữ ước hành trình, lấy bản đồ ra đi cho em mau. Giữa phương Nam sóng dội biển bình minh, ta sẽ lấy Côn Sơn làm tiết điểm. Sau giây phút đã tâm hồn mặc niệm, lắng không gian nghe tiếng gọi tiền nhân. Đường thênh thang chí quyết cũng xem gần. Nhà cậu 4 quay cậu 6 chứ. Mùi quê hương tỏa rộng, Hà Tiên cảnh lô chùa thạch động, Kiên Giang còn vật thảo sáng ngàn năm. Mắt của em cái sáng tựa trăng rằm, bao la quá ruộng Cà Mau xếp gọn. Thuyền đập bọc xuôi trên dòng cái lớn, xuyên kênh đào và trải hội Tây Đô. Lòng Hậu Giang bát ngát tận đôi bờ. Ôi trời, chắc ông nói vậy mà suốt ra tới Thiên Mụ. Rồi tứ rồi bắt Thiên Mụ dài cây bút tiệt thiên, thiên Thiên Mụ dài cây bút tiệt Hải Vân dài cho cây bút tiệt đường chim. Nửa tiếng chuông Thiên Mụ giọng êm đềm chui. Ông nói là thơ mà cũng rất ổn tả đất nước mình thế chị dài. Mà thơ những cái bài đó là hay quá hay. Tiếng chuông Thiên Mụ canh gà thọ xương là sao? Thọ xương là cái địa danh của cái thôn, cái một cái làng nhỏ, cái thôn gì đó của Thọ Xương. Thọ Xương là ở Huế luôn hay là ở Huế luôn á? Tức là nghe tiếng chuông gà nó gáy, làng Thọ Xương nó gáy, nó vang ra tiếng chuông Thiên Mụ ở dưới là bên dòng sông Hương, bắt đầu nó ngon nga công phu á. Tiếng chuông Thiên Mụ giọng canh gà Thọ Xương, chứ không phải là cái Thọ Xương là sao mà xương trong đó. Không phải là xương con gà, không phải anh thọ có xương. Đó là một cái làng gần đó, gần chùa Thiên Mụ đó, nên vừa nghe tiếng chuông mà vừa nghe gà gáy sáng. Cái làng Thọ Xương là không có gần chùa Thiên Mụ mà nó ở cách xa. Có nghĩa là tiếng chuông Thiên Mụ là với lại là canh gà Thọ Xương là hai miền rất là xa, nhưng mà nó cũng nó hòa quyện là cậu hướng lúc này cũng được, cậu hướng lúc này cũng được. Chị chừng ngang đó là được hẹp nhất á, đằng xa kia là cầu gì cậu Sáu ơi, chỗ này đẹp nè, chỗ này đẹp nè cậu Sáu ơi, đường xa cầu gì mà nó đi xẻ núi kìa. Ô xe nó chậm quá hả, cái này là phải nói là tàu anh xẻ núi luôn đi, tàu anh qua núi. Sẽ đôi đồi núi sẽ đôi. Mà cái này là của Pháp nó làm chứ ha, là mới đi. Cao tốc Quảng Ngãi mà Quảng Ngãi Đà Nẵng mở sau này. Không mà cái đường thì cái này phải cao tốc không? Đâu phải. Không chưa. Cái đường thì thật sự là có rồi, nhưng mà bây giờ nó làm chỉnh chu hơn, gọn gàng hơn, rộng hơn thôi. Nhỏ rồi. Cái đường này đâu phải quốc lộ 1 phải không? Qua đèo ở núi. Quốc lộ 1 nữa qua đèo Hải Vân. Ở đây nó không có đầy chữ Hải Vân hả là? Có mà chưa. Này đây nè. Hầm Mũi Châu. Hầm Mũi Châu. Rồi bực đèn chiếu sáng. Hầm đây là 70. Cho 70. Hầm Mũi Châu. Rồi bây giờ cả đoàn bây giờ đã đi vào Hầm Mũi Châu. Bây giờ đi vô Mũi Châu mà không biết cái lỗ này lỗ bên trái lỗ bên phải. Mũi Châu mình châu nói. Dạ. Nên đi là bên lỗ bên phải. Dạ, chắc lỗ bên phải. Chắc vậy mà. Rồi. À, mình xe có 6 người chạy về
xì. Nhẹ. Nhẹ đang có hắt xì vậy. Nó hắt xì quá. Không biết cái hầm Mũi Châu này là dài bao nhiêu cây số ta? Trâu chưa về rồi, về trâu hả? Dạ, khảo của thô á. Dạ, trâu. Chắc khoảng cây số ha. Không nghe rồi. À vậy hồi nãy là nó để cái nhà quản lý là chắc người quản lý cái tuyến khúc này rồi. Hầm Mũi Châu thì chưa tới. Hầm Mũi Châu ha. Hay. Dạ cứ đường mới là nó đặt ra để nó lấy phí cầu đường. Dạ nhiều lắm. Nhiều lắm. Việt Nam mình là cũ nó cũng lấy tiền không mà chứ đâu phải mới rồi. Đường cũ thì tu bổ và đường mới là đang thế. Đầu tư. Dù giờ hầm cũng mất tín hiệu GPS. Nó không cho mình biết là cái hầm này bao nhiêu số đó. Nếu mà vậy đặt thành mây luôn ha cậu ha. Wow, đúng là mây sương lục lục. Chuối này nhìn chuối đẹp quá. Bán nguyệt cho nàng rửa chân đó là nằm trong thơ hay là bài hát vậy? Thơ. Thơ. Ước gì lấy được nàng hả? Xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân. Là ông nàng muốn ưu ái dữ lắm. Kỳ này cậu bốn về Mỹ là chắc chắn là xây mấy cái hồ bán nguyệt luôn. Bí thư của tỉnh đó.
vậy đó, cái đúng không? Đúng rồi, đúng. Đơn giản vậy thôi mà cũng mà. Thì đơn giản đó mới kiếm người giải ra. Giải thích theo nó bậc tiểu học. Họ đào hạnh phúc lắm các anh huynh này, chẳng phải đơn giản đâu. Dễ dầu gì họ vào đào được đó như gia đình đâu. Từ Đông Nam là ra đây là có cái nào là tụi dễ dầu Đông Nam. Rồi đó, thấy chưa, cái đó hạnh phúc không? Cái đó mình chỉ tôn định rồi. Đâu có ngờ. Đâu có ngờ thì giờ phút này được đón gia đình không? Không ngờ được. Giờ cha mẹ không à? Đây là một cái sự tương ngộ như vậy, điều đặc biệt rất đặc biệt. May mắn là được gặp huynh, chứ tôi sợ ở nhà. Là đi đâu tôi thì thời giờ tôi ở ít quá. Nhân dịp này thì được hân hạnh mời gia đình bữa cơm. Nên là cái hạnh phúc là gặp được hai con rồi rất là vui rồi đấy. Thân mời hữu đó. Rồi đấy. Rồi. Anh con rồi. Không không có là cái chuyện thường cứ đi chỗ này chỗ kia đó. Dạ rồi con. Tôi xin mời mặc niệm cái cầu anh con chút. Đợi chút rồi rồi.
rồi, bây giờ là cũng gần 12 giờ, họ nhà giai đang tới cầu Tràng Tiền. Chưa sắm quả phẩm không? Dạ. Nhưng mà trước khi tới nhà gái là ghé chợ Đông Ba. Ý như cầu này là một là ra, hai nữa là cầu thì vô, cầu trên là cầu, cầu ở trên đó. Hả? Để trái phải không? Tại vì nó không có cho qua. Trái phải không? Đúng rồi. Đi lên kia rồi có để không được. Trời kêu trái thì phải, kêu rẽ không biết rẽ đâu. Tại vì nó cái cầu này nó chỉ có một chiều thôi. Cầu vô, cái cầu đây là ra, ra cầu trên là cầu vô. Chắc ha. Thì đi vô làm vòng nữa thì thôi. Lên đến 4 giờ. Tới qua bên kia luôn phải không? Ok. Rồi đâu có hiểu. Rồi không. Cảm ơn. Tôi đi nhà riêng có đi lên trong chợ đâu mà. Đây ghi ngược chiều. Tắp vô không? Tắp vô không? Chưa, ngoài này nó chứ con à. Trời Đông Ba hả? Đây ra Quế thì ra nhiều lần rồi. Đây này đi vô đây nè. Mình đậu đâu được, đậu đây. Rồi đang trên đường đi tới một cái cổng thành nội mà không biết cổng này là cổng nào luôn. Quán chè gần ngay cổng thành. À, đây là cái cửa hậu. Quay cái cửa hậu là cửa này. Rồi, cửa hậu thành nội. Anh em đang đứng ngay chỗ cửa hậu thành nội Huế. Đó, một trong những cái cửa nhỏ, đúng không? Cửa sau. Ok, tiến xong vào. Hai dĩa bánh đủ thứ, không lấy bánh bột lọc. Có một dĩa đặc biệt á. Ăn xong hai dĩa là khuyến mãi một dĩa đúng không? Em bầu mình đeo cho anh thấy. Đây, hủ tiếu thập cẩm đặc biệt 15.000. Quá đã.
biệt ngay ngã tư cửa hậu. Có đặc sản Huế. Còn anh lúc xuống mất. Dạ lúc xuống mất, còn lúc xuống nó bắt đô thì có đặc sản Huế. Ừ, còn chủ à. Lôn xô nè. Dạ. Đầy đủ. Còn gọi nếm mấy ra nè. 15 ngàn dĩa. Hả? Nếm mấy ra nè. Dạ, còn 10 ngàn à. Còn 10 ngàn không? Dạ rồi, 10 ngàn. 10 ngàn bên 10 ngàn. Có 5 ngàn. Mẹ mẹ mẹ. Mẹ hiện bên 5 đó em ơi. Ủa cái này đổ vô đây hả? Đổ vô cũng được. Đổ vô đây hả? Đổ vô cũng được. Đổ vô cũng được. Còn mấy chấm? Cũng được. Cho mấy cái tép tỏi. Dạ rồi, đợi đợi anh. Anh sợ cho mấy anh ơi. Không đâu lánh được. Này giống như bánh đúc hả? Dạ sắc thì bóng sắc. Này có gì? Review về nó có gì? Cái này là gì không? Cái này là cấp mỡ. Cấp mỡ. Nem. Chả. Ché. Bánh ướt. Bánh bèo. Không lấy bánh bèo lọc hả? Lọc đây. Quá ngon. Bánh bèo cửa hậu. Đây Cẩm Thành. Thành Nội. Cổng chính đó hả? Chưa. 200m nữa sẽ phải vào Trần Hưng Đạo. Cổng này cổng nằm giữa hả? Ngày xưa em cặp con này em ở cổng bên trên. Giờ đi thẳng tới luôn. Thẳng rồi đi phải. Ngay đây có chè. Ở cổng chính đó mọi người kìa. Ghê ghê. Đây cầu Phú Xuân. Đi tiếp 1 km nữa. Ủa quay video nè, con bé nó bán ngay chỗ đầu đường á. Dễ thương, cái gì cũng bán. Cái này cái quầy chút xíu à cậu. Cái quầy mà kiểu như cái gánh của họ nó nè. Mà bển này tới 4 dĩa rồi. Người ăn dĩa đi. Cầu Tràng Tiền về đêm. Ánh trăng hôm nay đẹp quá. Rồi bắt đầu nha. Cái này con sẽ lấy hình ra sau cho. Để gì nó lên nhiều màu luôn. Rồi mọi người cười tươi lên nha. Đứng yên lâu trong khoảng 3 giây đi. Rồi. Rồi xong rồi, tất cả xong rồi.
phải lên nữa. Chú ba đi phải lên nữa. Có chưa? Đi về nhiêu đó. Đi đi. Rồi bắt đầu nha. Rồi mọi người cười tươi lên à. Rồi đứng khoảng chừng 5 giây đi tới để cho nó đổi hết màu sắc này. Đó. Không có quyền nhúc nhích nhưng mà phải cười dạ. À. Rồi, rồi cảm ơn. Màu xanh đẹp bằng màu đỏ. Chè Huế 20 món. Đây, đặc sản heo quay. Cậu là mỗi thứ một chén đó cậu. Mỗi người năm món. Mỗi người ăn no là về. Ai ăn ít trả tiền. Ăn thịt lại lại. Chết rồi. Mà vậy cũng được thi đi. Ai ít thì trả tiền. Đâu nè quá. Đây chè mới 20 món. Bây giờ cuộc thi ăn chè. Mỗi người ăn 20 món. Người nào ăn ít nhất trả tiền. Anh thua ăn ít chứ sao để trả tiền anh Bốn. Ngọt lắm. Cậu nó bóp lại ăn chén không nè. Có ngoài đi. Ngọt lắm rồi. Hết giờ rồi, hết giờ. Bóp lại ăn chén đi. Thôi, kêu lờ rồi. Bắp cũng ăn đi, tiền đã trả rồi, ăn đi. Rồi thôi bây giờ ăn cho quán bán được. Dạ 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 cảm ơn. Đây có trực tiếp không? Trực tiếp gì cho trực tiếp gì? Dạ dạ không có trực tiếp, cái này là lưu lại. Giờ cậu qua trực tiếp nha. Dạ, mà rồi xong rồi cậu là lòng tiếng luôn. Luôn luôn không? Cái này là buffet chè. Dạ. Sau cái đậu ván với lại chè đậu xanh đánh đúng không? Thì bây giờ tới không cái này là gọi là chè hợp cẩm luôn. Tuyệt chè luôn. Cái chè này là rất là đặc biệt 20 món. Chỉ có duy nhất đó là cái chè này là chè heo quay. Mà cái chè heo quay này là chè mặn đó. Còn nhiều tất cả lại là không phải là đồ chay. Nhưng mà mặn thì còn gì lan với cậu thì gì? Ăn như là ăn mặn thì không? Ăn mặn được mà. Cái là bánh chè này nếm mà có nhiễm đó, anh nếm hết rồi. Đâu 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 đâu. Cậu không ăn không nói gì. Đâu có, anh có hai chén rồi giờ anh thấy cái này hơi ít nè. Mọi người nếm. Chỉ nói là trong bàn này là có 4 người. Bây giờ có 4 người là mà có 2 cùng người quýnh nữa. Không được đâu. Vậy anh phải làm luôn này để cho nó ít là dễ ăn nè. Cái đây quay quay chị quay vậy. Trời ơi, vậy heo quay đúng rồi. Đây, chè heo quay. Heo quay thiệt luôn. Heo vô làm chén chè nữa anh. Không mà heo quay thì ăn vô cái cảm giác nó là heo quay rồi. Mà ấy dễ ra coi cái nhân ở trong dạ, heo quay dễ thì là phải còn không dễ được, nó dai quá, nó phải làm một cục bột, nó giống như bánh bột lọc vậy, nhưng mà có cái miếng heo quay ở giữa. Đúng nói cái bột heo quay dạ. Nhưng mà ăn á, ăn nó có cái dạng giống như là cái bánh trung thu á, cái vị chứ không có ăn dạng giống như miếng heo quay thì nó hơi ngắn. Chén là 10 cục quá hả? 2 cục mà. Dạ. Em ăn hết 2 cục. Chắc vậy. Mà cái này là 2 cục nhỏ. Còn 2 cục to để cho cậu sáu. Nếm mà. Cậu sáu. Ngon ngon. Ngon. Ăn ăn nhẹ từ một chất liệm. Kẹo quay.
Rồi lần đầu tiên luôn tiếng nói về không ai. Con này chắc bò quay phải không? Không không ai về lại là nước ra cho nước cho kêu bốn bốn chén là kêu. Trời trời nước, trời nước. Con tưởng là bò. Con tưởng là heo nó nhỏ là bò nó to. Nó quậy không.